Nhà thông minh là ngôi nhà được thiết kế thông minh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và được lắp đặt các thiết bị có thể điều khiển được toàn bộ hoạt động trong ngôi nhà thông qua điện thoại, giọng nói hay hành động của người điều khiển. Toàn bộ thiết bị chiếu sáng trong nhà sẽ được kiểm soát và điều khiển bằng điện thoại cả khi đang ở trong nhà và khi ra ngoài. Hệ thống cảm biến chuyển động trong ngôi nhà thông minh còn giúp đèn tự động bật hoặc tắt khi có hay không có người hoạt động. Nhà thông minh cho phép người dùng cài đặt các chế độ hẹn giờ, đóng, mở rèm tự động bằng điện thoại hoặc sử dụng hành động, giọng nói để điều khiển, rất thuận lợi cho những không gian rộng với hệ thống rèm to và nặng. Với các tiện ích như hẹn giờ, bật, tắt, các thiết bị điện gia dụng như bình nước nóng, máy điều hòa, chủ nhà sẽ không phải bận tâm về các vấn đề này trước khi rời khỏi nhà. Hệ thống cửa, cổng tự động, chung cửa có gắn camera là một giải pháp vô cùng hữu ích được tích hợp vào hệ thống nhà thông minh, vừa có khả năng nhận biết khách tới nhà, vừa có thể điều khiển đóng mở cổng cho khách vào nhà ngay cả khi chủ nhà đang bận. Hệ thống an ninh không dây dành cho ngôi nhà thông minh thường nhỏ gọn và tích hợp nhiều công nghệ cao, giúp chủ nhà có thể giám sát toàn bộ ngôi nhà thông qua các thiết bị di động có kết nối Internet như máy tính bảng, điện thoại thông minh. Nhà thông minh còn được trang bị hệ thống kiểm soát môi trường với các cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ oxy trong ngôi nhà. Khi phát hiện nhiệt độ không thích hợp, ngay lập tức, bộ điều khiển trung tâm gửi lệnh điều chỉnh tới các thiết bị điều hòa nhiệt độ, máy hút ẩm, quạt thông gió, giúp ngôi nhà duy trì trạng thái trong lành. Cuối cùng là hệ thống điện, bình nước, năng lượng mặt trời được lắp đặt trên mái nhà, sử dụng năng lượng tái tạo, giúp ngôi nhà thân thiện với môi trường và tiết kiệm tối đa chi phí về năng lượng. Ngộ độc thực phẩm, còn gọi là ngộ độc thức ăn hay trúng thực, là tình trạng xảy ra do ăn uống phải thức ăn, đồ uống, bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc hay những loại thực phẩm bị biến chất, ôi thiêu. Ngộ độc thực phẩm có các biểu hiện như đau bụng quằn quại, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy kèm theo sốt, đau đầu. Nếu nặng hơn, sẽ có các triệu chứng tiêu chảy ra máu, mất nước, khát nước, thậm chí trụy tim mạch, sốc do nhiễm khuẩn. Để phòng tránh ngộ độc, thực phẩm phải được sơ chế kỹ trước khi chế biến. Các loại thịt sống
nên được sát muối cho sạch lớp bên ngoài, trần nước sôi khử mùi hôi và vi khuẩn. Vệ sinh kỹ các dụng cụ sau khi chế biến, giữ khu vực chế biến thức ăn gọn gàng và sạch sẽ. Các loại rau phải được rửa kỹ nhiều lần dưới vòi nước chảy, ngâm nước muối pha loãng khoảng 20 đến 30 phút, nên hạn chế ăn nhiều rau sống. Khi chế biến, phải lưu ý không để thức ăn sống lẫn với thức ăn chín, không dùng chung dụng cụ dao thớt cho thức ăn sống và chín. Khi đi mua, cần phải biết chọn thực phẩm tươi ngon, không bị ôi, ươn, không có hạn sử dụng. Với thực phẩm dễ hư thối như rau, quả, thịt cá, phải mua loại tươi hoặc được bảo quản ướp lạnh, thực phẩm đóng hộp phải còn bao bì và hạn sử dụng. Thức ăn sau khi nấu chín nên ăn ngay, không để quá 2 giờ. Nếu để lâu hơn, nên bảo quản thức ăn trong tủ lạnh bằng các hộp hoặc túi ni lông dành cho bảo quản thực phẩm. Trước khi ăn, phải hâm kỹ lại. Các loại rau củ tươi để vào ngăn đựng rau củ, bọc kín thành các túi riêng. Tránh để thức ăn quá lâu trong tủ lạnh, ngay cả với thức ăn chín. Nên thường xuyên lau chùi, vệ sinh tủ lạnh. Thịt cá tươi nên rửa sạch, chia thành các phần đủ cho một bữa ăn, rồi cất vào ngăn đông. Nếu không có tủ lạnh để bảo quản thức ăn, chỉ nên mua thức ăn đủ dùng trong ngày. Ngoài ra, để phòng chống ngộ độc thức ăn, không ăn các thực phẩm có chất độc, không dùng các thức ăn bị biến chất hoặc đã quá hạn sử dụng, đồ hộp bị phồng hay móp méo.